Xin chào anh chị, em là Biển Xanh, nhà môi giới bất động sản. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này thì em đang có mặt tại khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, nằm ngay mặt tiền đường tỉnh lộ 9 của xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà là 35 km, cách bến xe An Sương là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Trong video này thì em xin giới thiệu đến anh chị một sản phẩm ký gửi nằm trên mặt tiền con đường trục chính TC3. Em đang chạy đây chính là đường trục chính TC3, bên tay phải màn hình chính là quỹ đất để xây khu tâm thương mại. Khu đô thị du lịch sinh thái Cát Tường, phường Phú Sinh với tổng diện tích lên đến 107 hecta, hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch rõ ràng. Và từ khi mà dự án mở bán đến nay thì lượng dân sinh đã về đây xây nhà để ở, sinh sống, an cư lập nghiệp lên đến 40% rồi. Nhưng do là dự án nó quá rộng cho nên chúng ta cảm thấy là vẫn còn thưa thớt anh chị nhé. Và lô đất ngày hôm nay nó nằm trên mặt tiền con đường trục chính TC3 đại hạ giá. Trên con đường này cái đợt sốt đầu năm 2022 vừa qua giá đã lên tới mức là 1,9 tỷ cho diện tích là 5 dãy 20. Nhưng mà hiện tại thì do là đất nó đang đứng và giáp Tết, cận Tết cho nên là nhiều chủ đất đang cần tiền để đáo hạn ngân hàng và bán với cái giá nó khá là rẻ, hạ giá so với thị trường là 3 đến 400 triệu anh chị nhé. Và lô đất ngày hôm nay thì cực kỳ là rẻ, ngang là 5m và dài là 20, tổng diện tích nó là 100m2, đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng có sẵn. Lô này giá đại hạ giá xuống chỉ còn 1 tỷ 600 triệu. Và giá này là giá chốt, bao gồm tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên, không phát sinh tinh bất cứ một chi phí nào nữa. 5 dài 20 là đã trừ vỉa hè rồi anh chị nhé. Vỉa hè rộng 4m và lòng đường nhựa 12m. Đây là đường trục chính cho nên rất là to và rộng. 1,6 tỷ cho đất trên con đường trục chính TC3 này là do chủ đất này đang cần tiền, chính vì thế mà hạ giá rẻ hơn thị trường 3-400 triệu. Chạy thẳng con đường này thì chúng ta sẽ thông ra được đường nhựa Lục Viên. Và với cái diện tích 5 dài 20 trên con đường trục chính này thì rất là thuận lợi để anh chị mình an cư lập nghiệp, xây nhà để ở cũng khá là rộng rãi. Phía bên tay trái em chỉ thì chính là công viên Thời Gian. 5 dài 20, một lô đất gò cao ráo xây dựng tự do. Ở đây chúng ta được xây dựng tự do, không có quy định thời gian xây dựng. Cho nên là anh chị mình có tiền mình cứ mua để đó, 5-10 năm sau chúng ta xây cũng được anh chị nhé. Có khi là nhiều anh chị mua để đó và 5-10 năm sau, khi mà chúng ta có tuổi, mình đi về đây mình xây lên để ở nghỉ dưỡng. Bởi vì ở đây không khí vô cùng trong lành và mát mẻ. Hoặc là những anh chị mua để dành cũng như để đầu tư sinh lời, thì đây là một nơi đáng sống, đáng sở hữu và đáng để đầu tư. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho em qua số hotline quen thuộc trên màn hình nhé. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.